Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng các nước ASEAN lần thứ 30 đang diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia, trong chiều ngày 12 tháng 9 đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Bộ trưởng Năng lượng các nước Đông Á lần thứ 6. Tại hội nghị, các quan chức cấp cao ngành năng lượng ASEAN và quốc gia Đông Á cho rằng những nỗ lực của ASEAN và các đối tác đã đạt hiệu quả đáng khích lệ trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Cường độ sử dụng năng lượng của các quốc gia ASEAN đã giảm 4,97% trong giai đoạn 2005-2010 và có nhiều yếu tố để đảm bảo mục tiêu giảm ít nhất 8% vào năm 2015 so với năm 2005. Các bộ trưởng khẳng định ASEAN cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp nhà nước trong khu vực trên lĩnh vực năng lượng để đảm bảo an toàn năng lượng, hoạt động cung cấp năng lượng ổn định, giá cả phải chăng và bền vững về môi trường, giúp ASEAN đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội của cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Trước đó, các bộ trưởng năng lượng ASEAN đã tham dự các hội nghị AMEM-30, AMEM-IEA, AMEM-3 gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc với nỗ lực bàn thảo biện pháp tăng cường hợp tác giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, chung tay xây dựng một khu vực ASEAN xanh với tỷ lệ chất thải công nghiệp thấp. Tại buổi họp báo cuối ngày 12 tháng 9, Bộ trưởng Công nghiệp, Mỏ và Năng lượng Campuchia Suy Sen cho biết, tại các hội nghị diễn ra trong ngày, lãnh đạo ngành năng lượng các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác nhất trí cho rằng vai trò công nghệ năng lượng sạch đóng vai trò chủ đạo trong quá trình xây dựng khu vực năng lượng xanh ASEAN. Các bộ trưởng đánh giá cao vai trò quan trọng của than đá, nhưng khẳng định các quốc gia thành viên ASEAN cần hợp tác hỗ trợ nhau trong việc áp dụng công nghệ than sạch để giảm thiểu các tác động về môi trường. Các bộ trưởng nhất trí với đề xuất tổ chức AMEM-31 và các hội nghị liên quan với các đối tác đối thoại tại Indonesia vào năm 2013. Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lê Dương Quang dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự AMEM-30. Trong ngày 13 tháng 9 tại Hà Lan, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy Đảng Tự do và Dân chủ cùng Đảng Lao động đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn tại nước này. Kết quả này phản ánh việc đa số người dân Hà Lan đã tiếp tục ủng hộ chính sách thắt lưng buộc bụng nhằm đưa kinh tế đất nước thoát khỏi nguy cơ bị đổ vỡ. Theo kết quả kiểm gần 100% số phiếu bầu, Đảng Tự do và Dân chủ VVD của Thủ tướng Mark Rutte giành được 41 ghế, theo sau là Đảng Lao động với 39 ghế. Khoảng cách 2 ghế chưa thể tạo nên cách biệt lớn giữa hai đảng này, song theo các chuyên gia thì Đảng Tự do và Dân chủ sẽ giành chiến thắng. Trong khi đó, Đảng Xã hội và Đảng Tự do cực hữu lần lượt đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4 với một khoảng cách khá xa so với hai đảng trên. Đây là hai đảng đều phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng và các gói cứu trợ mà Eurozone dành cho các nước Nam Âu. Kết quả chính thức sẽ được Ủy ban Bầu cử Hà Lan đưa ra ngày 17 tháng 9 tới. Nếu không có gì thay đổi so với kết quả sơ bộ, thì ông Mark Rutte của Đảng Tự do và Dân chủ sẽ vẫn giữ chức Thủ tướng. Cuộc bầu cử trước thời hạn này diễn ra trong bối cảnh chính phủ liên minh buộc phải từ chức hồi tháng 4 vừa qua vì bất đồng trong vấn đề cắt giảm ngân sách. Cuộc tổng tuyển cử lần này được coi như hàn thư biểu đối với quan điểm tẩy chay EU ở nền kinh tế lớn thứ 5 khu vực đồng tiền chung châu Âu. Còn tại Libya, trong ngày 12 tháng 9, Quốc hội nước này đã bầu Phó Thủ tướng Mustafa Abu Sagu trở thành Thủ tướng mới của quốc gia Bắc Phi này. Trong vòng bỏ phiếu thứ 2 tại Quốc hội Libya, ông Abu Sagu đã giành được 96 trên tổng số 190 phiếu bầu của các nghị sĩ, nhiều hơn 2 phiếu so với ứng cử viên Mahmoud Jibrin của Liên minh các lực lượng dân tộc, chính đảng lớn nhất trong Quốc hội Libya. Tiến sĩ Mahmoud Jibrin Ibrahim đã giành được 94 phiếu, trong khi tiến sĩ Mustafa Abu Sagu nhận 96 phiếu. Vì vậy, tiến sĩ Mustafa Abu Sagu đã trở thành thủ tướng nhiệm kỳ tới. Xin chúc mừng. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông Abu Sagu chỉ về thứ hai với 55 phiếu bầu, đứng sau ông Mahmoud Jibrin, người đã nhận được 86 phiếu bầu khi đó. Dự kiến, thủ tướng mới của Libya sẽ thành lập nội các trong vòng một tháng. Ông Abu Sagu năm nay 61 tuổi, từng là kỹ sư và học giả tại Mỹ. Ông đã trở lại Libya sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Bắc Phi này hồi tháng 2 năm 2011 và đóng vai trò cố vấn cho Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya NTC. Ông Abu Sagu được bầu làm phó thủ tướng Libya hồi tháng 11 năm ngoái. Trả lời phỏng vấn báo chí hồi tháng trước, ông Abu Sagu khẳng định một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới tại Libya là bảo đảm an ninh trong bối cảnh quốc gia này vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn kể từ khi chế độ của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ. Liên quan tới vụ tấn công đẫm máu vào lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi, miền đông Libya, khiến đại sứ Mỹ Christopher Stephen cùng 3 nhân viên ngoại giao khác thiệt mạng,
Cùng ngày, nhà chức trách Libya đã cáo buộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và những phần tử ủng hộ chế độ của cố lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi đã đứng sau vụ việc này. Trả lời báo giới tại thủ đô Tripoli, Chủ tịch Quốc hội Libya Mohamed Al-Megharieb khẳng định vụ tấn công nhằm vào lãnh sự quán Mỹ hôm 11 tháng 9 là một vụ khủng bố, giống với phương thức mà nhóm khủng bố quốc tế Al-Qaeda từng thực hiện. Người đứng đầu Quốc hội Libya đồng thời nhấn mạnh sẽ không để quốc gia Bắc Phi này trở thành lãnh thổ để xảy ra các vụ tấn công tương tự. Ông Al-Megharieb cũng cáo buộc các vụ tấn công như vậy là nhằm hủy hoại các bước đi tiến tới dân chủ của Libya. Cùng ngày 12 tháng 9, Phó Đại sứ Libya tại Liên Hợp Quốc Ibrahim Dabasi cho biết hơn 10 nhân viên Anh Libya đã thương vong khi cố gắng bảo vệ Đại sứ Mỹ Christopher Stephen trong vụ tấn công trên. Cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi, đồng thời hối thúc chính quyền Libya có những biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng các nhà ngoại giao và nhân viên nước ngoài làm việc tại nước này. Trong một diễn biến khác, Mỹ đã điều hai tàu khu trục tới khu vực ngoài khơi Libya, một động thái được xem là biện pháp đề phòng trong trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ. Trong khi đó, trong rạng sáng nay ngày 13 tháng 9, các cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Cairo nhằm phản đối một đoạn phim ngắn được cho là đã phỉ báng đạo Hồi và nhà tiên tri Mohammed đã bước sang ngày thứ 3 liên tiếp, đồng thời có nguy cơ lan rộng sang một loạt quốc gia khác trong khu vực. Tại thủ đô Cairo, hàng trăm người biểu tình tiếp tục tập trung trước cửa Đại sứ quán Mỹ, hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ và lặp đi lặp lại các khẩu hiệu ủng hộ đạo Hồi. Lực lượng an ninh đã phải dùng đến hơi cay để giải tán đám đông quá khích. Theo truyền thông nhà nước, đã có một số người bị thương, song không cho biết thêm chi tiết. Hôm 11 tháng 9, nhiều đối tượng quá khích cũng đã trèo lên các bức tường bao quanh Đại sứ quán Mỹ. Một số lọt được vào khuôn viên sứ quán và xé cờ Mỹ. Ít nhất 4 người đã bị bắt trong các vụ việc này. Vụ việc bắt đầu bùng phát sau khi có nguồn tin cho biết một số đối tượng tại Mỹ đã sản xuất một đoạn phim dài 13 phút có nội dung và hình ảnh được cho là phỉ báng đạo Hồi và nhà tiên tri Mohammed. Ngay lập tức, một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng Hồi giáo đã nổ ra tại Ai Cập. Đến nay, các vụ biểu tình phản đối đoạn phim trên cũng đã lan sang nhiều quốc gia khác như Libya và Tunisia. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải yêu cầu tăng cường an ninh tại các lãnh sự quán của Mỹ trên khắp thế giới sau khi đại sứ Mỹ tại Libya, ông Christopher Stephen, cùng 3 quan chức khác đã thiệt mạng trong vụ tấn công của người biểu tình vào lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi. Theo giới quan sát sở tại, những vụ việc này được cho là có thể khiến Mỹ thay đổi thái độ về làn sóng nổi dậy lật đổ một loạt các chính quyền thế tục tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi trong thời gian qua. Chuyển sang khu vực khác, Nhật Bản đã có thêm một chính đảng sau khi thị trưởng Osaka Toru Hashimoto chính thức tuyên bố thành lập chính đảng mới mang tên Hội Duy Tân Nhật Bản. Việc thành lập chính đảng mới này diễn ra vào thời điểm Nhật Bản đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới và mục đích của Đảng Hội Duy Tân Nhật Bản là giành ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử này. Tuyên bố thành lập Đảng Hội Duy Tân Nhật Bản đã được thị trưởng Osaka Toru Hashimoto đưa ra tại một sự kiện gây quỹ tại thành phố biển Osaka, phía Tây Nhật Bản. Với cương vị chủ tịch đảng mới thành lập, ông Hashimoto khẳng định muốn tạo ra một con đường hoàn toàn mới và riêng cho nước Nhật. Giờ đây chúng ta sẽ không đi trên những con đường mà người khác tạo ra. Chúng ta, những thành viên của Đảng Duy Tân Nhật Bản, cần phải xây dựng con đường riêng, và con đường này sẽ rộng mở để đón nhiều người đi theo. Ông Hashimoto nhấn mạnh sứ mệnh của Đảng Hội Duy Tân Nhật Bản là dành cho các cử tri một lựa chọn thứ ba trong cuộc bầu cử sắp tới, thể hiện lập trường trước Đảng Dân Chủ Nhật Bản cầm quyền và Đảng Dân Chủ Tự Do đối lập. Giới phân tích cho rằng Đảng Hội Duy Tân Nhật Bản có thể tạo ảnh hưởng đáng kể đối với việc thành lập một chính phủ liên minh sau cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới nhờ danh tiếng của chủ tịch đảng này. Ông Toru Hashimoto năm nay 43 tuổi, từng là luật sư và là nhân vật nổi tiếng trên truyền hình. Ông được đánh giá là người có tham vọng thay đổi cả nền chính trị Nhật Bản. Bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình thông tấn xin được khép lại tại đây. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin thời sự tiếp theo.